vị đã đến với chương trình làm đẹp của hệ thống EV Princess và BL Miracle dưới sự điều hành của sư cô Hoa hậu Bích Liên. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lan Anh rất là vui bởi vì có lẽ là trong suốt thời gian vừa qua quý vị hiếm khi thấy Lan Anh ngồi bên cạnh bộ sản phẩm BL Miracle của EV Princess và BL Miracle cùng với sư cô Bích Liên. Nhưng mà ngày hôm nay Lan Anh rất là vui khi được trở lại trò chuyện cùng quý vị bởi vì là trong thời gian qua tuy là không lên truyền hình nhưng mà đã có rất là nhiều những quý vị khán giả vẫn gọi vào cho chương trình thường xuyên cũng như là gọi về hệ thống EV Princess và BL Miracle để bày tỏ những trải nghiệm cũng như là sự biết ơn của quý vị khi mà quý vị sử dụng sản phẩm và quý vị đã thấy có hiệu quả. Lan Anh rất là cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho hệ thống EV Princess và BL Miracle, nên Lan Anh xin được thay mặt cho sư cô Hoa hậu Bích Liên cũng như là những anh chị em trong ban điều hành của EV Princess và BL Miracle cảm ơn đến quý vị, muốn gửi một lời tri ân chân thành đến cho quý vị. Ngày hôm nay quý vị như thế nào, quý vị có khỏe không ạ? Không biết là quý vị có thấy nhớ Lan Anh không, nhưng mà Lan Anh rất là nhớ quý vị. Khi mà được trở lại trong chương trình làm đẹp như thế này thì Lan Anh rất là vui thưa chuyện cùng với quý vị về tất cả những sản phẩm mà EV Princess cũng như là BL Miracle hệ thống có những sản phẩm như thế nào mang đến cho quý vị. Đó là một cái niềm vui không những của Lan Anh mà của tất cả những người ở trong hệ thống của công ty nữa. Do vậy là thưa quý vị, ngày hôm nay Lan Anh sẽ có một điều rất là bất ngờ dành cho quý vị. Đó chính là nếu như quý vị nào gọi vào số điện thoại của chương trình trong lúc Lan Anh đang thưa chuyện với quý vị, số điện thoại đó là 7144612403. Lan Anh xin được nhắc lại là 7144612403. Khi quý vị gọi vào chương trình, khi quý vị mua một bộ, quý vị sẽ được tặng ngay một bộ. Và nếu như quý vị mua số tiền tương đương với một bộ thì quý vị cũng sẽ được tặng gấp đôi phần quà tặng nha, kính thưa quý vị. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và chỉ có trong chương trình này mà thôi nha, kính thưa quý vị. Khi nào mà quý vị mở TV lên và thấy Lan Anh đang ngồi trò chuyện với quý vị ở đây, quý vị hãy nhanh tay bắt phone, bởi vì là nếu như mà quý vị gọi liền vào lập tức thì quý vị sẽ có là mua một tặng một nha thưa quý vị, và chỉ có trong chương trình ngày hôm nay thôi Lan Anh xin được nhấn mạnh. Cho nên là quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chương trình một lần nữa, đó là 7144612403, kính thưa quý vị. Thì trong thời gian qua, EV Princess cũng như là BL Miracle đã mang đến cho hàng ngàn người, không những là ở trên nước Mỹ, ở trên nước Việt Nam, mà toàn thế giới, những người yêu thích cái đẹp đều được có một cái làn da trẻ khỏe, đẹp và sáng từ bên trong ra tới bên ngoài, kính thưa quý vị. Đó là một niềm vui của các anh chị em chúng tôi. Và ngày hôm nay cho nên là Lan Anh được phép ngồi ở đây chia sẻ với quý vị về những công dụng của bộ sản phẩm này đối với những quý vị nào mà chúng ta chưa biết đến EV Princess cũng như là BL Miracle, hoặc là có nhiều quý vị đã biết rồi nhưng mà lâu ngày quá Lan Anh không lên truyền hình với quý vị nên quý vị quên mất. Nhưng mà cũng không sao, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện lại với quý vị về từng sản phẩm một trong bộ BL Miracle gồm có 6 sản phẩm, kính thưa quý vị. Và trong thời gian qua thì Lan Anh cũng muốn chia sẻ với quý vị đối với EV Princess và BL Miracle đã được rất nhiều những quý vị, rất nhiều hàng ngàn người, không chỉ là cộng đồng người Việt của chúng ta mà nhiều sắc dân khác đã gọi về và chia sẻ với lại chương trình về cái sự hiệu quả của sản phẩm khi mà họ sử dụng. Tất cả mọi người trong gia đình đều đẹp, ba đẹp, mẹ đẹp, chị đẹp, anh đẹp, tất cả mọi người đều dùng được bộ sản phẩm EV Princess và BL Miracle của cái công ty chúng tôi. Cho nên quý vị ơi, một lần nữa số điện thoại của chương trình đó chính là 7144612403. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Lan Anh xin được thay mặt cho sư cô Hoa hậu Bích Liên cũng như là các anh chị em trong công ty EV Princess và BL Miracle giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm BL Miracle gồm có 6 sản phẩm. Như quý vị cũng biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ, điều mà chúng ta quan tâm nhất, ông bà ta có câu là nhất dáng nhì da đúng không quý vị? Chúng ta vừa lo đo cho cái dáng vóc của chúng ta rồi nè, nhưng mà một phần rất là quan trọng nữa đó chính là làn da của chúng ta. Làn da là một cái first impression, hay gọi cách khác đó là cái ấn tượng đầu tiên. Khi mà chúng ta nhìn vào một người nào đó, wow, mình thấy người này có một cái làn da sao mà đẹp quá, mình rất là ngưỡng mộ và mình cũng muốn có một cái làn da như vậy, thì mình phải làm như thế nào? Chúng ta hãy gọi ngay vào số điện thoại đó là 7144612403. Quý vị sẽ được tư vấn để quý vị sẽ có một cái làn da đẹp như vậy quý vị nhé. Và đối với bộ sản phẩm này thì rất là có ích cho những người nào như là chúng ta đang làm trong các ngành làm đẹp nè. Ví dụ như là quý vị phải làm nails, những quý vị mà làm trong ngành nails chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều những cái hóa chất chemical. Ngoài ra những người làm văn phòng, chúng ta ngồi ở trong phòng máy lạnh đó quý vị, thì chúng ta sẽ bị cảm thấy
thấy là rất là khô da, da của chúng ta không được cung cấp nước một cách đầy đủ. Mà nếu như mà không được cung cấp nước một cách đầy đủ thì da của chúng ta sẽ rất là nhanh bị lão hóa, kính thưa quý vị. Mà như chị em phụ nữ chúng ta thì thực sự là không muốn bị lão hóa, đúng không nào? Chúng ta lúc nào cũng muốn kéo dài tuổi thanh xuân ra, rồi cũng muốn là da của mình được trẻ trung hơn, được đẹp hơn. Và rất là nhiều những tác nhân khác ở ngoài trời, như là quý vị cũng thấy California của chúng ta, mùa hè tới rồi rất là nắng, rất là nóng. Khi mà đi ra đường đó, chúng ta phải dùng những cái áo khoác rồi cái nón để chúng ta che, không có cho những cái tia UV nó vào trong da của chúng ta, sẽ làm da của chúng ta bị sậm màu. Và ngoài ra là còn một điều nữa, đó là bị nhăn da. Nếu như mà chúng ta khi mà tuổi lớn thì chúng ta chắc chắn là sẽ bị nhăn da, hoặc là có những cái vết đồi mồi, những cái vết chân chim, bởi vì những cái hành hoạt động của chúng ta như là cười nè quý vị, rồi chúng ta cau mày, rồi chúng ta nhăn mắt, thì những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta hình thành những cái vết chân chim ở trên mắt của chúng ta. Và ngoài ra tùy cơ địa của mỗi người nữa, như kính thưa quý vị, sẽ có những người mà mới 40 tuổi thôi mà đã có những cái vết đồi mồi hay những cái vết thâm đen ở trên mặt, hay là gọi là nám đó quý vị, ở trên mặt, ở trên vùng da của cánh tay, thì điều đó làm cho chúng ta rất là mất tự tin. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể khắc phục được tất cả những cái nhược điểm đó trên làn da của chúng ta? Thì ngày hôm nay EV Princess cũng như là BL Miracle xin giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm BL Miracle gồm có 6 sản phẩm cơ bản, kính thưa quý vị. 6 sản phẩm này sẽ giúp cho làn da của quý vị được đẹp từ trong ra đến ngoài. Và không những là cánh chị em phụ nữ có thể dùng được, mà ngay cả cánh mày râu nữa, những người trong gia đình của chúng ta, quý vị có thể mua về tặng cho mẹ, cho ba, cho anh, chị em trong gia đình của chúng ta, tất cả mọi người đều được đẹp. Thì đó là một cái niềm vui của gia đình, đúng không nào quý vị? Và đặc biệt thêm một lần nữa, Lan Anh xin giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm Miracle, BL Miracle. Thì tác dụng của bộ sản phẩm này có 5 tác dụng chính, kính thưa quý vị. Đó chính là chữa trị, nuôi dưỡng, phục hồi, tái tạo và bảo vệ làn da, kính thưa quý vị. Lan Anh sẽ từng chi tiết đi đến từng sản phẩm cho quý vị, để quý vị có thể hiểu rõ hơn về từng cái vai trò của từng sản phẩm và nó mang lại tác dụng như thế nào. Và trong suốt hơn 20 năm qua, những sản phẩm của EV Princess cũng như là BL Miracle đã được quý vị đồng hương, cũng như là tất cả những sắc dân khác ở trên đất nước Hoa Kỳ, cũng như là tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới như Canada hay là Úc Châu, mọi người đều rất là yêu thương và đều gọi về cho chương trình để mua ngay những bộ sản phẩm. Có những vị khách hàng đã đi chung với là EV Princess trong suốt mười mấy năm qua, lúc nào cũng yêu thương, cũng gọi về cho chương trình và đặt ngay những bộ sản phẩm. Thì quý vị ơi, ngày hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt để cho quý vị có thể mua, bởi vì mua một tặng một rất là hiếm khi có chương trình này nha, kính thưa quý vị. Bán trong suốt 20 năm qua rồi nhưng mà rất là hiếm có những cái chương trình mà mua một tặng một như thế này, hoặc là quý vị mua với cái giá tiền tương đương với một bộ đó, thì quý vị cũng vẫn sẽ được số tiền một cái những cái món quà được tặng gấp đôi lên cái số tiền mà quý vị bỏ ra để mua những cái sản phẩm đó. Nên quý vị hãy gọi về cho chương trình ở số điện thoại là 714-461-2403, kính thưa quý vị. Một điều nữa mà Lan Anh muốn chia sẻ với quý vị là không những quý vị gọi vào cho số điện thoại này để đặt hàng, mà nếu như quý vị cần tư vấn về việc chăm sóc da như thế nào thì chúng tôi cũng luôn có một đội ngũ những chuyên gia sẽ tư vấn cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng có thể chia sẻ những trải nghiệm của quý vị đối với lại bộ BL Miracle hoặc là EV Princess, thì Lan Anh sẽ rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với quý vị. Và biết đâu rằng là những cái trải nghiệm đó của quý vị một ngày nào đó Lan Anh sẽ có dịp mang lên sóng truyền hình để chia sẻ cho tất cả mọi người đều được biết. Và một ngày nào đó thì chúng ta sẽ có một cái phone ở đây, thì Lan Anh sẽ chia sẻ với quý vị trực tiếp ở trên sóng truyền hình luôn, để cho quý vị có thể chia sẻ không những là những người thân trong gia đình mà còn cho tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, cũng như là trên toàn đất nước Hoa Kỳ nha, kính thưa quý vị. Và trở lại với bộ sản phẩm BL Miracle, ngày hôm nay một sản phẩm đầu tiên mà Lan Anh muốn giới thiệu đến cho quý vị đó chính là sản phẩm làm sạch da, hay gọi cách khác là sữa rửa mặt, kính thưa quý vị. Đối với sữa rửa mặt thì chúng ta có thể sử dụng buổi tối hoặc buổi sáng. Nếu như mà quý vị mình khi mà mình đi ra đường đó có những cái khói bụi nè, rồi những cái tác nhân ở bên ngoài như là ánh nắng mặt trời, hoặc là như quý vị cũng có thể thấy bây giờ thì khi mà mình đi qua bên đất nước Hoa Kỳ này đó, thì mình đi xe hơi
hơi thì mình đỡ hơn là phải đi xe máy như là ở Việt Nam. Mình không cần phải che khẩu trang, không phải mang những cái bao tay dài hay là áo jacket nữa, mà bây giờ mình đã có ngồi trong xe hơi. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng mình ngồi trong xe hơi là mình không tiếp xúc với những cái bụi bẩn ở bên ngoài đâu, kính thưa quý vị. Đặc biệt là với cái tiết trời khô của California thì khi chúng ta đi ra ngoài thì bụi vô cùng, đúng không quý vị? Cho nên là về nhà chúng ta cần phải rửa mặt. Đó là một điều mà cần thiết nhất khi mà chúng ta chăm sóc cho làn da của mình. Bởi vì giữ sạch da là một bước cơ bản nha, kính thưa quý vị. Bước cơ bản và là bước đầu tiên để chúng ta giữ được cái làn da của mình lúc nào cũng sạch, lúc nào cũng đẹp nha, kính thưa quý vị. Với sản phẩm chăm sóc da, rửa mặt như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc là chúng ta sử dụng buổi sáng mỗi khi mà chúng ta ngủ dậy. Thì sau khi đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong thì chúng ta sẽ cần có một khoảng thời gian để chúng ta soi gương, xem là mặt của mình ngày hôm nay có gì thay đổi không, có một cái nếp nhăn nào không. Rồi chúng ta sẽ massage cho cái làn da của mình với cái sản phẩm rửa mặt trắng sáng như thế này, thì quý vị sẽ yên tâm và rất là hài lòng sau khi rửa mặt xong nha, kính thưa quý vị. Và sản phẩm thứ hai mà Lan Anh muốn chia sẻ đến cho quý vị, một sản phẩm mà cũng rất cần thiết, một trong các bước cơ bản để chúng ta chăm sóc da, đó chính là sản phẩm làm se khít lỗ chân lông của BL Miracle, kính thưa quý vị. Sản phẩm kem làm se khít lỗ chân lông này chúng ta sẽ được sử dụng sau khi mà chúng ta rửa mặt xong đó quý vị. Tức là mình đã chắc chắn rằng là cái làn da của mình đã sạch rồi, sạch sâu từ bên trong rồi, thì chúng ta sẽ bôi cái sản phẩm làm se khít lỗ chân lông. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn tới một khuôn mặt mà chúng ta thấy cái lỗ chân lông nó bị lớn quá đó quý vị, nó sẽ có dơ lâu dần, những cái bụi bặm dơ đó nó sẽ đóng vào bên trong cái lỗ chân lông của mình, sau đó nó sẽ đi sâu vào bên trong, sẽ tạo ra một cái vấn đề mà không ai muốn, đó chính là mụn, kính thưa quý vị. Mụn hoặc là nó sẽ tạo ra những cái lỗ sâu ở trên mặt của chúng ta, có những cái đầu đen đen đó, nó sẽ giúp cho chúng ta là mất, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là wow, mất tự tin. Bởi vì cho dù là quý vị có trang điểm lên, chúng ta có bỏ foundation, có bỏ phấn phủ lên đi chăng nữa, sẽ vẫn còn thấy những cái mụn đó, thì sẽ làm cho chúng ta rất là mất tự tin. Nhưng mà nếu như quý vị sử dụng sản phẩm se khít lỗ chân lông, sẽ làm cho chúng ta có một cái làn da mịn màng, và nhiều khi chúng ta không cần phải trang điểm nữa, kính thưa quý vị. Khi mà chúng ta sử dụng cái da của mình nó đã đẹp rồi thì mình không cần làm gì nó cũng vẫn đẹp, kính thưa quý vị. Không cần phải bỏ foundation hay là phấn phủ hay che những cái lớp phấn lên mặt mà làm cho cái mặt của mình nó càng bị đít hơn nữa. Nhưng mà nếu khi quý vị sử dụng cái sản phẩm này sau khi mà quý vị rửa mặt xong đó, thì nó sẽ se khít cái lỗ chân lông của mình lại, làm cho những cái bụi bặm nó không thể nào bám vào trong đó nữa, và những cái nguy cơ tiềm tàng về mụn sẽ không còn nữa nha, kính thưa quý vị. Và một lần nữa thì trước khi đến với sản phẩm tiếp theo, Lan Anh xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình, đó chính là 7144612403 nha, kính thưa quý vị. 7144612403. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình để đặt ngay một bộ sản phẩm ngay lúc này. Quý vị mua một, quý vị sẽ được tặng một. Ngoài ra, nếu như mà quý vị mua bất cứ sản phẩm nào với giá tương đương như là một bộ BL Miracle, quý vị sẽ được quà tặng lên gấp đôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về cho chương trình, cũng như là trò chuyện với Lan Anh và những người ở trong EV Princess và BL Miracle. Chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị. Kính thưa quý vị, và đến một cái sản phẩm tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là sản phẩm kem dưỡng trắng da ban đêm. Kính thưa quý vị, đối với sản phẩm kem dưỡng trắng da ban đêm, hay nói cách khác đó là dưỡng da ban đêm, thì khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta sau khi mà đã sử dụng nào sữa rửa mặt rồi nè, kem se khít lỗ chân lông, thì chúng ta vẫn cần dưỡng da ban đêm. Tại vì sao chúng ta cần dưỡng da ban đêm, kính thưa quý vị? Bởi vì da của chúng ta nếu như mà không được chăm sóc một cách đúng cách thì nó sẽ rất là mau bị xấu đi. Nếu như mà khi mà buổi đêm mà chúng ta ngủ đó, kính thưa quý vị, da của chúng ta nó vẫn đang hô hấp, giống như là cơ thể của chúng ta đang thở, thì da của chúng ta khi mà ban đêm đó, nó cũng sẽ là cái thời gian để nó phục hồi sau một ngày quý vị làm việc mệt mỏi, quý vị stress. Nhưng mà đến tối đó, khi mà quý vị ngủ thì da của mình nó cũng sẽ được nghỉ ngơi và nó sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng lúc này là nhiều nhất. Do vậy quý vị cần có kem dưỡng da ban đêm để cung cấp, thứ nhất là cung cấp nước, thứ hai là cung cấp dưỡng chất cho da của chúng ta. Tại sao chúng ta cần cung cấp nước, kính thưa quý vị? Da của chúng ta, hoặc là hay nói cách khác, cơ thể người của chúng ta tới 75% là nước. Nếu như mà quý vị không ăn trong vòng một tuần, quý vị vẫn có thể sống được. Nhưng mà không uống nước trong vòng 3 ngày là chúng ta không thể sống được nữa. Da của chúng ta cũng vậy, kính thưa quý vị, phải bổ sung nước.
Cho nên trong cái sản phẩm của BL Miracle với cái sản phẩm dưỡng da ban đêm như thế này, nó sẽ bổ sung nước cho da của quý vị. Khi mà quý vị ngủ đó, nó vẫn cung cấp dưỡng chất cũng như là cung cấp nước vào da của chúng ta, làm cho chúng ta khi mà ngủ dậy đó sẽ có một cái làn da như ý muốn, tức là nó hồng hào, tươi tắn, trẻ trung và đẹp nữa. Mà quý vị biết không, đẹp thì ai không muốn. Lan Anh cũng rất là muốn đẹp, và tất cả những người phụ nữ mà cánh mày râu cũng rất là muốn đẹp, ai cũng thích đẹp hết đúng không quý vị? Và hơn hai mấy ngàn người đã sử dụng cái sản phẩm EV Princess cũng như là BL Miracle đã minh chứng cho điều đó. Khi sử dụng sản phẩm này xong, quý vị sẽ có một làn da như ý muốn. Sản phẩm tiếp theo mà Lan Anh muốn chia sẻ đến quý vị đó là sản phẩm tẩy tế bào chết vào ban đêm. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta da của chúng ta đó quý vị, không chỉ là da trên khuôn mặt mà cả da ở vùng cánh tay và tất cả làn da trên cơ thể của chúng ta, thì cái nhiệm vụ của làn da của chúng ta là gì kính thưa quý vị? Da là để bảo vệ con người của chúng ta khỏi những cái tác nhân của bên ngoài, nó là một cái giống như là một cái hàng rào vậy đó quý vị, để có thể block lại những cái con virus cũng như là những cái tác nhân xấu bên ngoài, không có làm cho cơ thể của chúng ta bị nhiễm bệnh hay là bị nhiễm những cái tác nhân xấu. Khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó là tẩy tế bào chết, tức là sao? Thì da của chúng ta mỗi ngày nó đều bong ra những cái tế bào chết để có thể lớn lên những cái làn da mới. Và khi mà chúng ta có quá nhiều tế bào chết, thì quý vị để ý một điều rằng như vậy, không biết là các chị em phụ nữ có thấy là như vậy không? Khi mà buổi sáng mà mình dậy đó, mình bắt đầu mình trang điểm hay gọi cách khác là make up đó quý vị. Khi mà quý vị make up, quý vị sẽ thấy rằng là cái mặt của mình khi mà đánh foundation lên, nó bị mốc mốc và những cái da của mình nó bong 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 ra. Thì như vậy có nghĩa là da chết của quý vị quá nhiều, tức là mình chưa tẩy rửa một cách đúng cách, cho nên là những cái làn da chết đó nó sẽ bị bong ra, làm cho cái lớp trang điểm của chúng ta bị xấu, bị mốc. Và ngoài ra nếu như mà chúng ta không trang điểm đi chăng nữa thì nhìn cái da của chúng ta sẽ không được đều màu. Do vậy khi quý vị sử dụng cái sản phẩm này, một cái sản phẩm mà tẩy tế bào chết, thì khi mà quý vị sử dụng cái tẩy tế bào chết sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được đều màu là điều thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ loại bỏ những cái da chết và sẽ lộ ra những cái da mà mới mọc lên đó, nó vừa còn non nớt mà nó lại còn trắng và sáng bóng nữa nha kính thưa quý vị. Cho nên là quý vị ơi, quý vị hãy sử dụng ngay bộ sản phẩm Miracle BL Miracle ngay lúc này, bởi vì là chỉ có trong cái thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì Lan Anh mới có cái giá đặc biệt này cho quý vị mà thôi. Nếu mà quý vị có đi ra Phước Lộc Thọ đến với lại nơi mà chúng tôi có trưng bày cái showroom của BL Miracle hoặc EV Princess á, thì quý vị cũng sẽ không được cái promotion mà hấp dẫn như thế này đâu. Chỉ lúc mà quý vị trò chuyện với Lan Anh và gọi vào cho chương trình ở số điện thoại là 714-461-2403 thì quý vị mới nhận được sản phẩm này thôi. Nên quý vị đừng đi ra Phước Lộc Thọ rồi nói là ôi tôi muốn được mua một tặng một nha, không được đâu quý vị ơi. Quý vị hãy gọi vào cho số điện thoại của chương trình thì Lan Anh cũng như là những anh chị em cho EV Princess và BL Miracle sẽ gửi tặng cho quý vị mua một tặng một, hoặc là quý vị mua tương đương với một bộ sản phẩm thì quà tặng của quý vị cũng sẽ được gấp đôi nha kính thưa quý vị. Và một sản phẩm tiếp theo mà chúng ta cần phải nói đến đó là sản phẩm dưỡng da 3 ngày. Kính thưa quý vị, dưỡng da 3 ngày là một cái sản phẩm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Tại sao Lan Anh lại nói là quan trọng? Bởi vì một ngày mà khi mà chúng ta đi ra đường làm việc đó, thì quý vị sẽ phải tiếp xúc với khói bụi nè, với AC, với những cái tác nhân ở bên ngoài, và đặc biệt một thứ đó là ánh nắng mặt trời. Quý vị có biết là ánh nắng mặt trời rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên ở bên trong cái ánh nắng mặt trời đó, nó có những cái tia hay gọi khác là tia cực tím, là tia UV. Nó sẽ không tốt cho làn da của chúng ta, sẽ làm cho làn da của chúng ta bị sậm màu, hoặc là nó sẽ tạo ra những cái vết tàn nhang, những cái vết đồi mồi, những cái vết nám mà quý chị em phụ nữ của chúng ta thì cực kỳ là ghét, những phải nói là rất là không thích những cái vết nám hay là vết thâm đen như vậy đúng không quý vị? Thì chúng ta cần phải sử dụng dưỡng da 3 ngày. Khi mà quý vị dưỡng da 3 ngày như vậy thì quý vị sẽ cung cấp nước cho làn da là một, như là lúc nãy Lan Anh đã chia sẻ với quý vị. Thứ hai nữa là quý vị có ở trong này có một cái độ dự chống nắng. Ở trong cái sản phẩm này đã kết hợp một độ chống nắng cho quý vị. Để khi quý vị sử dụng, quý vị không cần phải thoa kem chống nắng ở bên ngoài nữa. Thật là tiện lợi đúng không quý vị? Khi mà quý vị vừa được chăm sóc da của mình nè, rồi quý vị vừa được chống nắng nữa, đi ra ngoài không cần phải bôi thêm nhiều cái loại kem chống nắng. Mà đặc biệt một điều Lan Anh cảm thấy đó quý vị, nhiều người chúng ta sử dụng kem chống nắng đó, mình có cái cảm giác nó bết dính phải không?
quý vị mà sử dụng cái kem chống nắng lên rồi cảm thấy là ồ nó cứ bết bết dính dính, rồi khi mình đi ra đường mình gặp khói gặp bụi đó nó bám vô thì vô hình chung nó sẽ tạo ra mụn nữa quý vị. Nhưng mà đối với cái sản phẩm foundation mà quý vị sử dụng kem dưỡng da ban ngày của BL Miracle đó quý vị, thì quý vị sẽ không có cảm thấy cái cảm giác bết dính. Khi mà quý vị thoa kem lên nó sẽ ăn sâu vào trong cái làn da của chúng ta, để mà khi quý vị đi ra đường quý vị cảm thấy là ồ nó cũng thay đổi cái tông da của quý vị nha. Khi quý vị thoa lên nó cũng sẽ làm quý vị nhìn trắng hơn. Cho nên là khi mà quý vị thoa kem đó, quý vị không cần phải trang điểm lên nữa, quý vị không cần phải make up lên nữa. Đây nó mang lại cho quý vị một cái vẻ trắng tự nhiên, mà khi quý vị đến sở làm đó, quý vị không cần phải trang điểm thêm nữa, chỉ cần một chút son môi lên thôi là coi như là mình đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày làm việc mới, với một cái ngoại hình mà phải nói là rất là bắt mắt. Khi mà người nào nhìn vô cũng cảm thấy là wow, sao hôm nay da trắng sáng đẹp tự nhiên quá vậy. Mà quý vị không cần phải sử dụng những cái loại trang điểm khác, nhiều khi còn làm cho da của chúng ta bị cảm thấy như là bị nặng nề hơn, bị khô hơn. Rồi chưa kể đến nếu như chúng ta không sử dụng đúng những cái loại mỹ phẩm tốt thì nó sẽ bị giống như là làm cho da của chúng ta mau xấu đi đó quý vị. Cho nên là hãy là những người tiêu dùng thông minh, quý vị chọn một cái bộ sản phẩm nào mà nó vừa kết hợp nhiều cái yếu tố, vừa chống nắng được nè, vừa làm cho da của quý vị lên tông trắng sáng, để quý vị có thể tự tin bước ra bên ngoài bắt đầu một ngày mới, một ngày làm việc thật là hiệu quả, mà cho cơ thể của mình cũng cảm thấy thật là tự tin nữa, đúng không quý vị? Thì tại sao lại không, đúng không ạ? Vâng, đó là một cái sản phẩm mà chăm sóc da ban ngày của BL Miracle. Và một sản phẩm nữa khác nữa mà chúng ta có trong ngày hôm nay, một sản phẩm ở trong bộ này nữa kính thưa quý vị, đó là sản phẩm Advanced Skin Corrector. Có nghĩa rằng là khi mà quý vị sử dụng cái sản phẩm này đó, đặc biệt là đối với những quý vị nào mà chúng ta bị cái làn da không đều màu. Ở đây không đều màu có nghĩa là sao? Giống như là người ta Mỹ đó, những người 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 Mỹ, những cái cô gái trẻ người Mỹ thì quý vị đi ra đường quý vị thấy là ồ họ thích cái làn da của họ tan tan, tức là hơi ngăm ngăm một chút xíu. Nhưng mà người châu Á của mình á là không thích ngăm, người châu Á của mình lại thích trắng. Tại vì da, bản chất da của người châu Á của mình là da hơi màu vàng vàng một chút xíu, và mình thích trắng sáng thì nhìn nó giống như là cảm giác như là mình sẽ cảm thấy là ồ có thiện cảm hơn, đúng không quý vị? Thì đối với rất là nhiều người châu Á nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng thì da của chúng ta không có được đều màu, tức là sao? Có vùng thì trắng, có vùng thì lại hơi sậm sậm màu hơn chút xíu. Nên khi nhìn vào tổng thể khuôn mặt của chúng ta, nó không có được một cái vẻ như là toàn diện là nó trắng hết mịn màng, mà nó lại hơi có chỗ đen thâm thâm, hơi có chỗ trắng hơn một chút xíu, hoặc là có những cái vết thâm nám do mụn để lại, hoặc là có nhiều người bị nám bao nhiêu năm qua kiếm hoài loại thuốc này loại thuốc kia, rồi kem này kem khác cũng không hết được. Nhưng mà khi quý vị đến với BL Miracle thì quý vị sẽ có được một cái giải pháp cho làn da của mình, đó chính là với sản phẩm Advanced Corrector sẽ giúp cho quý vị làm cho cái làn da của quý vị đều màu, và đặc biệt những vết thâm nám sẽ bay đi hết nha kính thưa quý vị. Lan Anh đã chia sẻ với rất là nhiều người về cái bộ sản phẩm BL Miracle. Có rất là nhiều quý vị đã chia sẻ rằng là bao nhiêu năm qua họ đi tìm một cái phương pháp để có thể xóa tan những cái vết nám ở trên khuôn mặt. Thực sự nám là một cái rất là khó để chữa, đúng không quý vị? Có nhiều người tìm đến dermatologist, tức là bác sĩ về da đó quý vị, thì họ tìm đến bác sĩ da rồi họ làm laser đó kính thưa quý vị, để cho nó tan đi, nhưng mà rất là lâu và lại tốn kém rất là nhiều tiền nữa. Mà nhiều khi mình nghĩ có nhiều quý vị đã sử dụng nhưng mà tùy cái cơ địa nó không hết được, và khi mà nó hết rồi một thời gian nó lại lên. Cái đó là cơ địa của mỗi người, nhưng mà Lan Anh đã có chia sẻ với một số quý vị khách hàng đã sử dụng BL Miracle thì quý vị nói rằng là quý vị đã bị nám trên 10 năm nay, đi tìm phương thuốc này phương thuốc khác nhưng mà cuối cùng đến với BL Miracle đã được đánh bay ngay những cái vết nám đó. Quý vị thấy không? Khi mà quý vị sử dụng cái bộ sản phẩm này thì quý vị sẽ có được một cái làn da như ý, không những là đẹp, trẻ ra, đẹp ra, mà quý vị còn cảm thấy là tự tin hơn nè. Khi mà mình nói chuyện, mình tiếp xúc với những người khác, ai cũng sẽ khen mình là ồ wow, hôm nay sao da nhìn đẹp quá, sử dụng sản phẩm như vậy, chia sẻ cho mình với. Thì quý vị ơi, quý vị hãy yêu thương và hãy chia sẻ những sản phẩm của BL Miracle hơn 20 năm qua đã có mặt trên thị trường để minh chứng cho quý vị thấy hiệu quả của sản phẩm đối với những ai đã sử dụng.
Và các cô, các bác lớn tuổi hơn một chút xíu, khi mà những ngày đầu tiên BL Miracle mới vừa ra đời cùng với lại Suco Bentley đã cho ra đời sản phẩm EV Princess và BL Miracle, thì các cô, các bác lớn tuổi lúc đó đó, 20 năm về trước đó, rất là yêu thích sản phẩm này, đã sử dụng sản phẩm này và tới ngày nay vẫn còn yêu thích, kính thưa quý vị, vẫn còn gọi vào cho chương trình để order ngay những cái bộ sản phẩm của chúng ta để sử dụng. Và những cô, những bác đó đến bây giờ da vẫn đẹp, đi ra ngoài đường ai cũng tưởng là 50, 60 tuổi quý vị, nhưng mà ai cũng tưởng là mới 30, 40 tuổi thôi. Rồi ai cũng hỏi là wow, làm sao mà có cái bí quyết nào để giữ được cho da của mình một cách đẹp như vậy, khỏe như vậy. Thì cái bí quyết đó chính là BL Miracle, kính thưa quý vị. Và một lần nữa Lan Anh xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình, đó chính là 714-461-2403, 714-461-2403, kính thưa quý vị. Khi quý vị gọi vào cho chương trình ở số điện thoại này, quý vị sẽ, Lan Anh sẽ trò chuyện với quý vị, cũng như là quý vị sẽ gặp những người trong ban điều hành của EV Princess và BL Miracle. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ sản phẩm. Khi quý vị mua một, quý vị, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị ngay một bộ khác, tức là một bộ để tặng thêm một bộ nữa, quý vị sẽ sử dụng được rất là lâu. Và ngoài ra, nếu như quý vị mua những sản phẩm tương đương với giá tiền của một bộ sản phẩm, thì chúng tôi cũng sẽ tặng thêm cho quý vị những sản phẩm gấp đôi cái giá trị của quý vị vừa mới bỏ ra để mua những sản phẩm của chúng tôi, kính thưa quý vị. Và chỉ trong chương trình, chỉ trong 30 phút ngày hôm nay thôi nha, kính thưa quý vị. Nên quý vị hãy nhanh tay lên. Một lần nữa, số điện thoại của chương trình đó là 714-461-2403. Lan Anh xin được thay mặt cho sư cô Hoa hậu Bích Liên, cũng như là các anh chị em trong EV Princess và BL Miracle, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã yêu thương trong suốt thời gian qua, đã mua những sản phẩm của EV Princess và BL Miracle để cho tất cả mọi người trong gia đình quý vị đều đẹp. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn quý vị. Và Lan Anh, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Lan Anh xin được kính chúc cho quý vị và những người thân trong gia đình quý vị có sức khỏe, càng ngày càng đẹp và an lành trong tâm hồn, để cho quý vị không những là đẹp ở bên ngoài nữa mà còn đẹp cả bên trong tâm hồn nữa nha, kính thưa quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ